Top 5 giày chạy bộ nam nữ Asics hàng Nhật nội địa được yêu thích nhất năm 2022. Giày chạy bộ Asics là một trong những thương hiệu giày thể thao nổi tiếng và có lượng tiêu thụ khủng nhất hiện nay. Những đôi giày Asics chạy bộ khiến người tiêu dùng yêu thích nhất ở sự thoải mái, bền bỉ và hiệu suất cao. Sản phẩm được nhiều chuyên gia đánh giá là đôi giày đạt điểm gần như tuyệt đối mà những ai yêu thích thể thao, chạy bộ, đi bộ, leo núi nên lựa chọn. Nếu bạn đang tìm hiểu về những đôi giày thể thao chạy bộ ASICS thì đừng bỏ qua bài viết này của shop Nhật Việt nhé. Xuất xứ của giày chạy bộ nam nữ ASICS. ASICS ban đầu là hãng Onisuka Tiger, là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, được thành từ năm 1949. Điều này cho thấy hãng ASICS có đến 70 năm kinh nghiệm nên được người tiêu dùng cực kỳ tin tưởng và lựa chọn. Nhắc đến các sản phẩm giày chạy bộ ASICS, ấn tượng đầu tiên chính là kiểu dáng năng động khỏe khắn và độ bền tuyệt vời. Bạn có biết giày Asics là một trong những đại diện châu Á được bình chọn và thuộc top nhãn hàng giày thể thao hàng đầu thế giới. Giày Asics xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới, thống kê vào năm 2013 cho thấy lượng tiêu thụ giày thể thao Asics chiếm khoảng 21,8% thị phần của Mỹ. Các dòng giày chạy bộ Asics được thiết kế đặc biệt dành riêng cho dân chạy bộ chuyên nghiệp. Chính vì thế, bạn không thể tận dụng để đi làm hay đi chơi. Đây là điểm khác biệt giữa ASICS cùng các thương hiệu giày chạy bộ nổi tiếng trên thị trường. ASICS không chỉ hot với những đôi giày chạy bộ cho nam mà hãng còn lấy lỏng phái nữ với những đôi giày chạy bộ cực kỳ đẹp mắt như cảm nhận của nhiều người nhìn vào là chỉ muốn mua ngay. Đó là lý do những đôi giày chạy bộ của hãng ASICS luôn được người tiêu dùng tìm kiếm và mua nhiều nhất hiện nay. Các sản phẩm giày chạy bộ của ASICS, mặc dù ASICS khởi đầu từ những đôi giày bóng truyền và bóng rổ nhưng các dòng giày chạy bộ lại trở thành sản phẩm chủ lực giúp Asics vươn lên hàng top trên thế giới. Mặc dù thương hiệu Adidas và Nike được nhiều bạn trẻ biết đến hơn, nhưng đối với người yêu thích chạy bộ chuyên nghiệp thì sản phẩm giày thể thao chạy bộ của Asics mới là sự lựa chọn hàng đầu. Dưới đây là 9 mẫu giày chạy bộ Asics góp phần tạo đưa tên tuổi của hãng lan rộng trên toàn thế giới: giày Asics Gel Nimbus 20, giày Asics Gel-Lyte 33, giày Asics Gel-Lyte V5, Giày Asics Gel Venture, giày Asics Go Speed Y800N011, giày Asics Solution Speed ff 1041 a 808, giày Asics Go Resolution 7Y701Y407, giày Asics Gel Blade 6A703N406 Lý do khiến giày chạy bộ Asics thuộc hàng top thế giới. 1. Làm từ chất liệu cao cấp, điểm nổi bật đầu tiên của giày chạy bộ Asics khiến người tiêu dùng hài lòng nhất chính là độ bền tuyệt vời hãng đã sử dụng chất liệu da tổng hợp cao cấp vải lưới để bọc bên ngoài thân giày nhằm mục đích chống va đập, chảy xước từ những vật bên ngoài. Đồng thời tạo sự thoáng khí cho đôi chân tối đa xuyên suốt quá trình hoạt động. 2. Đế giữa Fly Flyform à lớp đệm đặc biệt được thêm vào đế giữa của giày để tăng độ nảy tốt cho những bước di chuyển nhanh. Thêm vào đó, lớp đệm này cực kỳ nhẹ, khi tiếp đất thì đôi chân của bạn vẫn cảm thấy độ êm và sự ổn định nhất định. L. 3. Độ đàn hồi cao, vì giày chạy bộ ASICS được thiết kế chuyên dụng dành cho các runner nên hãng rất chăm chút tính đàn hồi của sản phẩm. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm nhất. Như chia sẻ ở trên, sản phẩm được trang bị lớp đệm Flyform tăng độ đàn hồn tốt hơn, giúp bảo vệ đôi chân khi đáp đặt ổn định và giảm thiểu các chấn thương cổ chân không mong muốn. 4. Khả năng chống sốc tốt vì là giày chạy bộ chuyên nghiệp nên được chú trọng rất nhiều đến khả năng chống sốc tốt. Sản phẩm có thiết kế với form tiêu chuẩn, đảm bảo độ vừa khít với chân người mang. Nhờ vậy khi di chuyển thì các ngón chân, vòm chân và mu bàn chân được bảo vệ tuyệt đối và đảm bảo độ êm ái xuyên suốt quá trình chạy bộ năm. Sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến ASICS sử dụng rất nhiều công nghệ cao cấp vào sản phẩm của mình, đây là những yếu tố quan trọng tạo nên độ bền, chất lượng và giá trị cho những đôi giày chạy bộ ASICS trên thị trường chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về ba công nghệ quen thuộc thường thấy ở những đôi giày thể thao chạy bộ của ASICS dưới đây. Công nghệ gel, công nghệ gel của ASICS ngay khi xuất hiện đã được các chuyên gia đánh giá là đối thủ lớn với công nghệ E của hãng Nike. Hãng đã ứng dụng công nghệ gieo vào các dòng giày chạy bộ từ năm 1986 và trở thành một đặc trưng nổi bật nhất của hãng cho đến hiện nay. Công nghệ Aha hỗ trợ ngón chân, Aha được viết tắt của ASICS High Abrasion Resistant Rubber là một công nghệ quen thuộc được hãng sử dụng rất nhiều cho phần đế của giày chạy bộ. Ưu điểm của công nghệ Aha là chống ăn mòn lớp cao su tăng tuổi thọ sử dụng và giúp người mang có thể dễ dàng chạy trên các địa hình gồ ghề, bấp bênh hoặc đơn giản là bạn có thể sử dụng khi chạy bộ trên máy. Công nghệ Fluid Taxis, giày chạy bộ Asics được hãng trang bị thêm công nghệ sáng tạo độc quyền Fluid Taxis giúp hỗ trợ tối đa cho mọi chuyển động cho bàn chân khi chạy. Bên cạnh đó, hãng còn ứng dụng rất nhiều công nghệ hiện đại khác như Fluid Ridge, Speva, Duo Max Support, Slide đều có điểm chung là nâng đỡ bàn chân và bảo vệ cho mọi cử động khi di chuyển. 6 nhiều hệ thống hỗ trợ độc đáo igs e hệ thống hướng dẫn tác động công nghệ igs e được viết tắt của impact guidance system là một trong những sáng chế đầy tự hào của asics với ưu điểm nổi trội luôn luôn phải đảm bảo ổn định động lực học nói một cách đơn giản thì những đôi giày chạy bộ asics được thiết kế từng bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau tạo ra độ bền vượt trội đặc biệt là phần đế giày có độ ma sát tốt tạo độ ổn định cao và giúp chân di chuyển thật tự nhiên Hệ thống Chastic Chastic là một hệ thống mới của hãng và đang đưa vào ứng dụng trong các đôi giày chạy bộ chuyên nghiệp của mình. Hệ thống Chastic đóng vai trò giảm trọng lượng, hấp thu lực tác động lớn từ bên ngoài lên đôi chân người mang. Chính vì thế, sức lực và trọng tâm khi chạy sẽ được dàn đều và chống tình trạng đau nhức, chật khớp hay khó chịu khi mang liên tục trong thời gian dài. Top 5 giày chạy bộ Asics tốt nhất, 5 đôi giày chạy bộ Asics được người tiêu dùng yêu thích nhất. ASICS sản xuất rất nhiều mẫu giày thể thao chạy bộ và được bán rộng rãi trên thị trường. Chính vì thế, rất nhiều khách hàng cảm thấy hoang mang vì không biết nên chọn sản phẩm nào phù hợp và đáp ứng nhu cầu chạy của mình. Chúng tôi đã tổng hợp 5 đôi giày chạy bộ ASICS dưới đây. Được đánh giá cao nhất từ những người tiêu dùng thế giới, bạn có thể tham khảo và lựa chọn giày chạy bộ ASICS GEL Venture 7, giày chạy bộ ASICS GEL Sonoma 5, giày chạy bộ ASICS GEL Content 6. Giày chạy bộ Asics Nova Blast, giày chạy bộ Asics Gel Cumulus 22, địa chỉ bán giày chạy bộ nam nữ Asics Nhật Hàng nội địa chính hãng. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ order giày chạy bộ nam nữ Asics Nhật chính hãng từ Nhật giá rẻ, uy tín 100% hàng Nhật made in Japan. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với giá tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết tổng hợp 20 mẫu cốt vượt bóng bàn Nhật Bản hàng hiếm hot nhất hiện nay của Shop Nhật Việt phẩy chấm. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có bill chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.